Thì hôm nay thì mình sẽ review lại lớp tập cá 14 thì với lại có cả bóng, có cả bóng lớn thì mình có 9 triệu belly 185 k điểm F. Xem các item, các item sẽ chỉ với bạn lắp cuốc tất cả mọi thứ cùng gây và cho các bạn xem tất cả mọi thứ quay như thế nào. Ok, thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Và thank you.
hình thức game rất hiện tại. Và ok thì đây là vậy, thì cảm ơn các bạn đã xem nha. Nếu hay và hay thì mình sẽ hay hơn em. Ok, tạm biệt mọi người.